chuột túi con nhảy vào người đàn ông vì nghĩ đó là mẹ mình. Đoạn clip được quay lại tại Timora, New South Wales, Australia. Chú chuột túi đã nhảy vào túi của người đàn ông đang cosplay giống kangaroo. Nó nghĩ đây là mẹ của mình nên thản nhiên nhảy vào. Chú chuột túi tên là Nigel. Nó được giải cứu sau khi được tìm thấy một mình trong trang trại. Nó dễ thương ghê đó. Hãy cùng Vi Vu đi khám phá khắp mọi nơi nhé.